Thân chào quý thính giả, đặc biệt là các thính giả nhí đang nghe One Way Radio. Hôm trước các bé đã được nghe câu chuyện gì nào? Câu chuyện đó đã để lại bài học gì cho các bé? Các bé có còn nhớ không? Hôm nay, chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon muốn gửi đến các bé một câu chuyện mới có tên Bốn Tai Vạ Đầu Tiên, chuyên mục số 14102. Nghe hai chữ tai vạ chắc các bé sợ lắm phải không? Nhưng các bé đừng sợ nha, vì tai vạ chỉ đến với những người không vâng lời thôi. Muốn biết nội dung câu chuyện hấp dẫn ra sao, các bé hãy cùng đến với hai phát thanh viên thật dí dỏm vui tươi của chương trình. Đó chính là anh Đom Đóm và chị Giọt Sương hôm nay nhé. Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương mến chào quý vị thính giả, đặc biệt là các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của đài One Way Radio. Yeah, các bạn ơi, chào mừng chị Giọt Sương đã quay trở lại với chúng ta nào. Không gặp các bạn mới có một ngày mà Giọt Sương nhớ các bạn ghê. Hôm qua chị Giọt Sương về quê thăm bà con ở tận Cà Mau lận đó. Wow. Các bạn biết Cà Mau ở đâu không? Cà Mau hả? Cà Mau ở cái bên cà chua đó hả? Làm gì có anh Đom Đóm này. Nói vậy là mấy bạn tưởng thiệt đó. Anh Đom Đóm nói chơi thôi đó mấy bạn. Cà Mau là tỉnh cuối cùng của miền Nam Việt Nam mình đó. Nhưng mà có ai đi Cà Mau mua ít cà lem về cho tụi mình ăn không vậy ha? Hay là không có quà gì hết ta? Cà Mau nổi tiếng cái gì thì em mang về cho anh Đom Đóm cái đó. Anh Đom Đóm chịu không? Chịu chứ. Có quà là chịu hết á. Để đi nè, cho anh Đom Đóm nè. Cái gì bụt bịch thấy ghê vậy nè? Dạ là bầy muỗi đã chích tối qua, em thu thập lại mang về cho anh Đom Đóm. Cà Mau nổi tiếng nhiều muỗi mà. Giọt Sương, sao em nỡ lòng nào làm như vậy với anh? Nó giỡn chứ, chọc anh Đom Đóm thôi. Chứ có em có mang về mấy con cua to lắm. Lát mình luộc lên chấm muối tiêu chanh cho cả gia đình quanh quay cùng ăn luôn hiên. Bởi đó mới nói thương Giọt Sương nhất đó. Mà nói gì thì nói là hôm qua nghỉ rồi hôm nay kể chuyện cho mấy bạn đi. Chắc mấy bạn nhớ Giọt Sương lắm á. Anh Đom Đóm biết không, hôm qua ngủ ở Cà Mau, muỗi chích khủng khiếp. Mà tưởng tượng cảnh tai vạ muỗi mòng Chúa làm trên dân Ai Cập thì không còn gì để nói nữa luôn. Ê, sao tự nhiên nói ra trơ trọi vậy? Mấy bạn nghe được rồi còn gì nữa đâu mà kể hả? Có sao đâu, dù gì hôm nay kể tới 4 tai vạ lận mà. Thôi giờ Giọt Sương sẽ kể luôn cho các bạn và anh Đom Đóm hen. Ok. Bốn tai vạ đầu tiên. Chúa nhắc lại cho Môi-se. Pharaoh ngoan cố sẽ tiếp tục từ khước không cho dân ta đi. Nhưng sáng mai, con cứ cầm theo gậy ra bờ sông gặp vua và nói: Đức Chúa Trời của người Hebrew có phán, vì ngươi đã từ chối không cho dân ta đi, ta sẽ cho ngươi biết chính ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ khiến nước sông hóa ra máu, cá sẽ chết hết, nước sẽ hôi thối và người Ai Cập sẽ kinh tởm khi uống nước ấy. A-rôn dùng gậy đập xuống sông Ninh trước mặt Pharaoh và quần thần. Cả các nguồn nước ở sông, suối, ao hồ của Ai Cập, kể cả nước chứa trong vại đất và bùn đá đều biến thành máu. Nhưng Pharaoh vẫn rắn lòng, không cho dân chúa ra đi. Không được đi. Một tuần lễ sau, nạn ếch nhái xuất hiện và tràn lan khắp Ai Cập, từ sông ngòi đến cung điện. Thậm chí trong phòng ngủ của vua cũng đầy lúc lúc ếch nhái. Chúng bò lên người của mọi công dân Ai Cập và cả trên mình vua. Pharaoh liền hứa sẽ tha dân chúa đi. Nhưng sau khi thoát khỏi nạn ếch nhái, vua liền trở mặt, không chịu cho dân Israel ra đi. Chúa lại phán với Môi-se, bảo A-rôn cầm gậy đập xuống đất, khiến bụi đất biến thành muỗi. Muỗi hằng hà sa số phu đầy trên người Ai Cập và súc vật, nhưng vua vẫn ngoan cố không nghe lời Môi-se và A-rôn.
chúa lại giáng tai vạ thứ tư. Nạn ruồi nhặn tràn lan khắp Ai Cập, nhưng vùng Goshen thì không có ruồi vì là nơi dân Israel ở. Pharaoh chấp nhận nhượng bộ nhưng sau đó lại nuốt lời và không cho dân Israel ra đi như chúa đã báo trước. Phải công nhận là Pharaoh này cứng lòng ghê luôn á. Bị tai vạ, rồi lời hứa cho đi, rồi hết tai vạ, rồi nuốt lời, rồi bị tai vạ, rồi lại hứa, rồi tiếp tục nuốt lời. Điều đó chú đã biết trước như vậy mà, nhưng cũng nhờ đó mà sau này khi nhắc tới lịch sử Ai Cập cũng sẽ phải nhắc tới điều này. Nhưng tai vạ khủng khiếp đã đổ xuống trên họ vì đã làm hại đến con dân của chúa. Đúng là con cái chúa thì được chúa bảo vệ ghê ha. Bao nhiêu tai vạ đó xảy ra nhưng mà chỉ nơi nào có người Ai Cập ở, còn vùng đất mà dân Israel sống thì không hề bị gì hết. Anh Đâm Đóm nhớ kỹ ghê hen. Điều này làm em cảm thấy bình an rất nhiều, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không sợ vì Chúa sẽ bảo vệ cho mình. Anh nhớ trong Thi Thiên chương 121 có những câu như thế này nè, để anh Đâm Đóm đọc cho Giọt Sương và các bạn nghe nha. Dạ. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho dân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không rọi ngươi ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Hay quá, em cũng rất thích chương Thi Thiên này nè. Em rất thích câu cuối, Ngài sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Em cảm thấy mừng vui quá vì có Chúa là đấng gìn giữ em. Cảm ơn Chúa. Còn các bạn nhỏ thì sao? Các bạn có thấy vui vì có Chúa gìn giữ mình không? Tối nay đi ngủ chúng ta nhớ cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn đang giữ gìn chúng ta khỏi mọi tai họa nha. Rồi, và bây giờ là câu hỏi của ngày hôm nay. Tai vạ thứ nhất Chúa làm trên đất Ai Cập là gì? A. Nước sống hóa thành máu. B. Muỗi. C. Ếch nhái. Anh Đâm Đóm xin đọc lại một lần nữa. Tai vạ thứ nhất Chúa làm trên đất Ai Cập là gì? A. Nước sống hóa thành máu. B. Muỗi. C. Ếch nhái. Các bạn nhờ ba mẹ hay anh chị soạn tin nhắn theo cú pháp họ và tên, dấu cách và đáp án rồi gửi về tổng đài Chúc Bé Ngủ Ngon. Hoặc các bạn cũng có thể gửi email về cho chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon theo địa chỉ chia sẻ amoconeway.vn, cũng là cú pháp đó, họ và tên, dấu cách, đáp án. Nhanh tay lên các bạn nhé, những phần quà dễ thương đang chờ đợi các bạn. Còn bây giờ thì anh Đâm Đóm và chị Giọt Sương chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Chúc các bạn nhỏ ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ ngày mai nha. Chào tạm biệt.